thượng. Đừng nói với ai. Hello. Mày em hello chuyện chi? Em chặn cửa được mà. Tự nhiên chị bảo em chặn cửa, chị có nói em đâu. Mà tại sao chị ở trên này? Sao chị không đi giày vô? Trời, cái cửa này chỉ có mở từ trong đây ra được thôi đó mấy ơi. Từ từ. Từ từ. Em biết tại sao chị ở trên này rồi. Cái gì? Có phải là do chiếc máy bay giấy đã lừa chị lên đây không? Đúng rồi, cái máy bay khốn đó đó. Đợi em. Thôi khỏi đi, chị làm nãy giờ 50 lần rồi. Cái trò này chắc chắn là của Lê Minh chứ còn ai nữa. Rồi bây giờ sao đây? Yên tâm, em có điện thoại. Nãy giờ em không nói sớm. Alo, lên đây đi, nói cho cái này hay lắm. Chết với bà. Hello. Hello. Bye. Ủa, gọi lên thổ lộ có chuyện ngập chi vậy? Thì trời ơi. Hello, hai, chặn cái cửa lại được mà trời. Ui, trời mệt mỏi quá à. Ủa, tự nhiên gọi anh lên trên đây chi? Thì anh lừa tôi lên đây đúng không? Hả, tại sao anh lừa tôi đây? Thôi, Ôi, gọi anh lên đây xong kêu lừa. Gọi cho hai đứa kia đi. Xong, hết pin. Để anh. Mừng quá. Quên dưới rồi. Đồng tiền đi liền khúc ruột, tại sao em lên đây em không đem điện thoại theo? Ủa chị, đồng tiền khúc ruột liên quan gì đến cái điện thoại của em? Cái điện thoại em mua bằng cái gì? Má em tặng sinh nhật. Má em lấy cái bánh kem sinh nhật đổi thành cái điện thoại tặng em mà. Trời ơi là trời, tất cả cũng lại là hai đứa mày. Do anh hết, do anh. Do em á. Đừng có đứa này làm cái gì hết trơn á. Hai đứa đi đâu đây? Hãy nói với chị là hai đứa có mang theo điện thoại đi. Không. Quá trời ơi. Em nghe nói con người có thể nhịn khát được từ 3 đến 5 ngày. Đừng có dựa nữa đi. Hồi đó em có coi một bộ phim sinh tồn, có hai vợ chồng kia kìa, người ta sống ngoài sa mạc á, người ta uống nước tiểu của nhau để qua cơn khát á mọi người. Em có muốn đỡ khát không hả? Mày cũng khát quá. Trời ơi, giữ năng lượng đi, giờ chỉ hy vọng có người lên cứu nguyên một đám đây nè. Hủ tiếu, bún bò, cơm tấm thường bị chả. Im đi, tao thèm bún mắm. Nói bún mắm quá. Mắm quá. Bắt lấy nó.
Ê Dũng, tôi thấy ông cứ chơi mấy cái này có bao giờ trúng đâu. Ôi, fan phải tin tôi chứ. Tôi có nhiều nghiên cứu ở cái này rồi. Cái lại á, có rất nhiều tín hiệu cho biết là tôi phải chơi tiếp. Tín hiệu gì? Mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh hết. Em còn một cái bánh. Đâu rồi? Mọi người mà bước thêm một bước nữa, em liền xuống dưới liền. Khoan, em đừng nhảy. Cho dù em có nhảy thì cũng quăng cái bánh lại đây. Ủa chị? Ồ thì đúng mà. Đúng cái gì? Tú, đưa tay cho anh Tú. Không. Con tiến lại Tú. Ngay cái phút này đây, cái sự đẹp của anh tôi ăn không có no. Còn chị là người chị thân thiết với em. Cho chị. Không. Tình anh em. Không. Tình đồng nghiệp không có làm cho tôi no. Tôi là sếp cậu. Kệ chị. Tốt, em lên. Mọi người đứng yên vô đó. Mọi người mà bước chân tới một bước nữa là em liền bắn lên xuống dưới lẹ. Giá đi. Bao nhiêu? Chị trả em được bao nhiêu? 50. 50? 100. 100. 150. 150. 1 triệu. Dễ trả hơn đi. Chút. Không công bằng. Bây giờ nha. Nếu như có cái bánh rớt xuống tay tôi là tôi sẽ mua tiếp. Em chốt 1 triệu, cái bánh này của chị. Nước. Của tôi! Đừng ai lại gần tôi! Tiên! Mẹ nè Tiên! Mẹ tôi nhờ con là chị nhiều! Sớm đi. Đừng nói nữa. Anh không biết tôi có những gì đâu. Chấp em đánh chưa? Vậy hả? Đi lộn chỗ, tiếp tục đi. Ủa, mấy người làm gì cái chai của tôi vậy? Chai nước suối đây là của anh hả? Ờ, mà có nói chai rượu chứ đâu phải nước suối. Ai cho cậu uống rượu trong giờ làm hả? Mà cái chai đó là nước suối chứ đâu phải rượu. Nguyên tắc. Ê, thôi đi. Gì trời? Chết. Nước suối chứ không phải rượu.